Có thể các bạn không tin, nhưng đây thực sự là một con cá trong suốt với vẻ ngoài vô cùng độc đáo. Mọi thứ về loài cá này, từ da đến xương hay máu và nội tạng, tất cả đều trong suốt và chỉ có một điểm nhận diện duy nhất là đôi mắt của nó. Khi bơi, nhìn nó giống như một dải duy băng đang bay, trông vô cùng đẹp. Trên thực tế thì nó còn chưa phát triển các cơ quan như gan, túi mật và tuyến tụy, và chỉ đến khi trưởng thành, nó sẽ trải qua một giai đoạn biến đổi. Các mô sẽ dần có màu sắc và không còn trong suốt.